Phần thưởng thuộc về các bạn đang ở bên trong. Đi lấy đi. Các người làm gì vậy? Đây đều là những thứ của tổ chức. Các người không có quyền chạm vào. Cút mợ mài đi. Sau khi ăn xong đồ ăn nhẹ, họ đã đáp ứng nhu cầu của mình, nhưng đồng thời cũng tạo ra nhu cầu mới. Họ có ý tưởng của cuộc sống. Rõ ràng vừa rồi còn đứng ở mặt trận thống nhất. Lúc này cùng nhau đều lộ ra ánh mắt hung dữ. Tranh chấp mới có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thành thật với tôi một chút đi. Tất cả ngồi xổm xuống cho tôi. Còn muốn đánh nữa không? Những vật tư này do tôi phân phối. Có ý kiến thì bây giờ nói chuyện. Dưới sự đe dọa của tôi, mọi người bình tĩnh lại, bắt đầu lặng lẽ chờ đợi để phân phối thực phẩm. Mặc dù phương pháp thô bạo và phân phối không công bằng, nhưng không ai dám nói, ngay cả sự không hài lòng cũng trở thành một thứ xa xỉ. Được rồi, tất cả chia xong rồi các bạn về đi. Đối với thi thể ở cửa, tôi đề nghị các bạn cũng đều mang về. Đương nhiên, cái này hoàn toàn dựa vào tự nguyện, có thể khi các bạn hối hận vào ngày hôm sau, nó đã được dọn sạch rồi. Ngưu ca, lần này anh lại cho tôi nhiều thịt như vậy sao? Đúng là ngưu ca của tôi. Điều này chắc chắn sẽ đảm bảo 2 tháng không bị đói. Gần đây càng ăn càng tăng thêm tinh thần. Sự suy đồi đạo đức, điểm mấu chốt của bản chất con người ngày càng lung lay khi đối mặt với sự sống còn. Đối với hành vi của người vận chuyển trên hành lang, những người trong nhà cũng lập tức từ bỏ giới hạn đạo đức và tranh giành với họ. Nhưng dưới sự giám sát của tôi, họ vẫn chia tất cả các thi thể theo cách bình thường. Sau sự cố này, toàn bộ đơn vị không có bất kỳ âm thanh nào khác. Những điều đi ra ngoài khám phá đã được đưa vào chương trình nghị sự trong tâm trí tôi. Địa điểm cụ thể hay gì đó tôi cũng cần dành vài ngày để làm quen và hiểu. Các bạn khán giả, chào mừng đến với tin tức cuối cùng. Cuộc đối đầu giữa con người và thảm họa tuyên bố thất bại. Sau này cũng sẽ gián tiếp ngừng cung cấp điện. Chúng tôi đã sử dụng tất cả các nguồn lực và sức mạnh của mình. Nhưng con người để đối mặt với thảm họa này vẫn còn quá nhỏ bé. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp sự giúp đỡ cuối cùng cho mọi người. Vị trí của trại sẽ được công bố. Mời mọi người xem ảnh chụp. Vị trí của nơi trú ẩn được đánh dấu bằng màu đỏ trên bản đồ. Mỗi tỉnh trên cả nước đều có một văn phòng đánh dấu. Ngoài ra các khu vực khác nhau cũng có một dấu hiệu màu đỏ đậm lớn hơn. Những vị trí này là cơ hội sống sót cuối cùng của con người trong ngày tận thế. Nhưng nó cũng chỉ ra rằng nguy hiểm cũng sẽ kéo dài. Sự sụp đổ toàn diện của nhân loại có nghĩa là yêu ma quỷ thần hay gì cũng không còn phải dính vào ranh giới đạo đức nữa. Bắt đầu hình thành thế lực của riêng mình. Họ không muốn bị kiểm soát và họ muốn tồn tại. Cách trực tiếp nhất là tấn công trực tiếp những nơi trú ẩn được đánh dấu này. Bướm đen sẽ lao vào ánh sáng trong bóng tối. Nhưng nơi trú ẩn không nhất định sẽ là ánh sáng. Sự ồn ào của cộng đồng Nhạc Sơn cũng dần dần bình tĩnh theo thời gian. Trong đó phản ứng nhỏ nhất cũng chính là đơn vị tôi đang ở. Những người này đã trải qua tuyệt vọng từ lâu rồi. Có thể sống sót ít nhiều đều dính vào ánh sáng của tôi. Đối với họ mà nói, tuyên bố ngày tận thế mặc dù rất buồn, nhưng tinh thần của tôi vẫn tồn tại. Càng tuyệt vọng, người ta càng muốn dựa vào cái gì đó. Ngay cả khi mối đe dọa của tôi đối với họ là bằng vũ lực, nhưng khi tin tức này đã được công bố, sự ngưỡng mộ của người dân đối với tôi trở nên cao chưa từng có. Muốn sống sót, vậy thì chỉ có thể ôm nhau sưởi ấm. Những người trong nhóm không ngừng nói những lời tốt đẹp với tôi, muốn tôi dẫn dắt họ sống sót trong ngày tận thế này. Tôi không trả lời trực tiếp yêu cầu của họ, bởi vì có nhiều điều quan trọng hơn đang chờ tôi. Bây giờ tin tức vừa được phát hành, những người bên ngoài sẽ chậm lại một thời gian. Chúng ta phải nhanh chóng ra ngoài, hôm nay chuẩn bị thật tốt, ngày mai chúng ta sẽ đi. Được rồi lão đại, mà lúc này Trương Nghị lại có chút u ám ảm đạm. Bởi vì bị ảnh hưởng bởi tôi, vật tư lưu trữ trong không gian của hắn không đạt được giá trị dự đoán trong lòng hắn. Cho nên hắn cũng chuẩn bị muốn nhân cơ hội này ra ngoài thu thập chút vật tư. Đối với phương tiện giao thông, Trương Nghị bị ảnh hưởng đến mức căn bản không mua, chỉ là cất xe của mình vào trước ngày tận thế. Nhưng trong thời tiết cực lạnh này, xe có hoạt động bình thường hay không không ai dám chắc. Lần này ra ngoài, nhất định phải tự bảo vệ mình. Cho dù có thu hoạch hay không, tất cả đều phải trở về bình an. Tôi biết rồi, bất kể mục đích là gì, những lời Chu Khải Nhi quan tâm vẫn khiến tâm trạng tôi tốt. Đậu xe không xa khu vực. Tôi chia xe bằng một bộ phận ngụy trang màu trắng, hòa hợp trực tiếp và hoàn hảo vào môi trường xung quanh. Lý do làm như vậy là bởi vì tôi phải đợi một người khác đến. Lão đại, hắn ra rồi. Tuyệt vời, hãy kiểm soát khoảng cách cho tôi, đừng để hắn phát hiện. Xe của Trương Nghị ở phía trước, chúng tôi theo sau. Hai chiếc xe cách nhau gần 1 km. Cương Tử chạy theo con đường bằng kính thiên văn. Đây là thiên mệnh chi tử. Về cơ bản đi lên 2 bước là có thể gặp phải kỳ ngộ. Nhảy vách đá nhận được sự tồn tại của bí mật võ công. Chào, Trương Nghị, anh không ở yên trong nhà. Sao lại chạy ra ngoài đi loanh quanh thế? Bây giờ thế giới này thật hỗn loạn. Một chút bất cẩn sẽ chết oan. Anh sẽ phải chú ý hơn. Các người theo dõi tôi. Anh đoán đúng rồi. Chỗ này anh đưa chúng tôi đến thật tuyệt. Vừa vặn là bộ não của thành phố Thiên Hà. Anh khá có năng lực về tiền bạc nhỉ. Bây giờ không còn việc của anh nữa. Anh có thể về rồi. Sao đến bây giờ vẫn không phục như vậy? Có thể để anh ở trong vỏ rùa đã là lòng tốt lớn của tôi rồi. Anh tốt nhất là đừng có kháng cự. Trời lạnh như vậy, anh lại bị thương.
Nếu muốn hồi phục em rằng cần một môi trường ấm áp hơn một chút. Nói tốt thì anh lại không nghe. Anh thấy đấy, bây giờ đã đến lúc anh phải về rồi. Và còn phải nhanh nữa. Nếu không cánh tay này có thể giữ được hay không thì cũng khó nói. Tôi thích vẻ mặt anh muốn giết tôi nhưng không giết được tôi. Về phần nói tổn thương là tôi đã nhắc nhở anh rồi. Còn không về thì cứ xem đi, có rất nhiều việc, tôi sẽ không lãng phí thời gian nữa. Đi thôi, một ngày nào đó ta sẽ gặp mày, sẽ có một ngày.